Xin chào cả nhà. Hôm nay em có một cái clip cũng khá là hay về những cái cây hồ điệp mà nó bị thối gốc nhé. Thối gốc, rụng lá. Những cây này thì em đã xử lý ngoài vườn khoảng tầm 1 tháng rồi. Tình trạng bây giờ thì cũng khá là ổn hơn. Cũng mong là cả nhà mình sau khi xem xong cái clip này thì đối với những cái cây mà nó bị thối gốc đen ấy và rụng lá, thối nhũn lá, mình cũng đừng vội vàng vứt đi, bởi vì mình vẫn có thể là mình cứu. Thôi, em vừa làm gậy rồi. Mình vẫn có thể là mình cứu cây, khắc phục cây và mình chơi được hoa. Đấy. Vẫn cho ra những cái bông hoa chất lượng rất là đẹp nhá. Đây là mãn thiên hồng. Đây là cái lô 3.5 nhà em, những cái cây mà nó bị kém, bị hỏng, bị thối. Đấy, em mang ra thì em cũng chỉ dùng một cái sản phẩm, đó là Staller 20 VKP. Cái này mua lẻ ngoài thị trường là 15.000 một gói và nó có một cái hiệu quả rất là tốt, diệt khuẩn ở trên cây hồ điệp. Thối nhũn là do khuẩn mà, đúng không ạ? Và phun, cái này mới phun có 2 lần thôi nhá. Tất cả những cái chỗ vết thối, đây các bác có thể nhìn thấy này. Lá nó rụng thì nó cũng đã rụng rồi. Thì bây giờ nó sẽ dừng cái chỗ thối lại. Dừng cái chỗ thối lại và nó phát triển lên cái tầm mới. Đấy. Với những cây này thì sau khi chơi hoa xong, em sẽ sang chậu. Sang chậu và sẽ hạ thấp xuống để cho rễ nó mọc từ bên trên này. Và từ bên trên này là chúng ta lại có một chậu hồ điệp khỏe đẹp để chơi. Không à, nhiều khi các bác mới thấy cây nó bị bệnh như vậy ấy, mình đã vội vàng mình vứt đi thì nó hơi phí. Hơi phí nha cả nhà. Đây, nó bắt đầu ra rễ mới rồi nha cả nhà. Các bác nhìn thấy cái chỗ sưng sưng này không ạ? Nó bắt đầu nó đang chuẩn bị cho một bộ rễ mới. Một bộ rễ mới. Cực đẹp đây ạ. Đấy. Cây nó sẽ bỏ lại cái đoạn mà bị thối bên dưới và nó sẽ ra đè rễ lên. Còn cái lá nào mà nó đã rụng rồi ấy thì thôi mình vặt đi cũng được, không có sao cả. Mình lại nuôi tiếp những cái lá lõn nó lên đây. Khá là hay nha cả nhà. Khá là hay luôn. Bông hoa thì chất lượng, màu hoa đẹp. Đó, màu hoa đẹp. Hoa những cái bông này nó cũng khá bền luôn ạ. Đây cái màu trắng trên lá này em phun Staller nhá. Full Staller. Và một cái điểm nữa là ví dụ như nào, hôm nay mình mang cây về đúng không ạ? Đó, mình mang cây về thì mình phải cắt nước cho nó, gần như là phải cắt nước hoàn toàn luôn á, cắt nước đến 90% và chỉ phun xương ẩm thôi. Trước khi mình phun cái Staller này thì mình phun xương ẩm cho cây khoảng tầm 1-2 tiếng, xong mình phun cái thuốc này lên và giữ nguyên như vậy, không có phun, không có tưới gì nữa. Phun kép như vậy 2 lần cách nhau 5 ngày cho em thì cái những cái chỗ thối này nó sẽ dừng hoàn toàn luôn. Đấy, và nó sẽ phát triển ra rễ mới. Tất nhiên là kèm theo mình phun cái diệt khuẩn cho cây thì mình cũng lên phun thêm Biorob hoặc là Super Thai để mình nâng cái thể trạng cho cây, tăng sức đề kháng cho cây nhá cả nhà nhá. Cực đẹp luôn. Nhân tiện clip thì em cũng lại quay cái lô hồ điệp Mitsu hoa thơm nhà em. Lô này thì em thấy cái màu vàng thì cũng 100% nó đã có ngồng hoa rồi các bác nhé. 100% thì có ngồng hoa. Cái ngồng hoa của hồ điệp mini nó phát triển cũng khá là nhanh, bởi vì nó chỉ ngắn thế này thôi này, nó đã ra hoa rồi. Còn hồ điệp đỏ thì đây là màu đỏ, thì em thấy là cũng có những cây nó đang lên ngồng, thì lác đác bắt đầu lên ngồng. Vì em cũng mới phun có một lần canxi bo thì đây cũng thấy lác đác có những cây nó cũng đã lên ngồng rồi đấy ạ. Đấy. Đây này, bắt đầu lên ngồng rồi. Đấy, ví dụ như là cây của cô chú nhà mình mà chưa có lên ngồng ấy thì về nó cũng sẽ lên luôn và mình không có cần phải kích gì cả nhá. Mình không có cần phải kích gì cả đây ạ. Đấy. Em mới phun canxi bo có một lần á. Nó đã bắt đầu nó lên rồi đây. Lên rồi đây nhá, lên rồi đấy ạ. Wow, hôm nay ra vườn thấy lên khá là nhiều. Khá là nhiều nha. Đây ạ. Đấy. Lên khá là nhiều. Vậy các bác chỉ cần đối với những cái cây mà nó chưa có lên ngồng, mình nhắc lại một lần phun canxi BO cho em một lần nữa, nó sẽ tự khắc nó sẽ lên. Đây thì cây đều già hết rồi. Đấy, nhà em thì cũng còn cỡ khoảng 2.000 cây, lác đác bán được gần nửa rồi. Bác nào mình chưa có hoặc mình có rồi mình có thể ủng hộ em nấm nhá. Em nấm đang bị ế cái mã này khá là nhiều và cũng chuẩn bị chuyển dàn. Cũng mong là bán cho nó xong cái lô này trước ngày 25 tháng 12 để chuyển dàn. Ủa? Đây, ngồng hoa lên rồi đấy ạ. Đấy, cái vòi hoa bắt đầu nó lên rồi nhá cả nhà nhá. Vòi hoa này, vòi hoa lên tương đối là nhiều rồi ạ. Đấy. Chẳng may mà những cái cây mà em nhặt cho các bác ấy mà nó chưa có ngồng ấy thì về nó cũng sẽ lên mọi người nhá. Mọi người hoan hỷ cho em nấm nhá. Đây ạ, ngồng hoa đang lên rất là nhiều, có cây 2 vòi, 3 vòi.
Mọi người nhìn rõ không ạ? Đấy, cái ngọc hoa đây ạ. Cái này thì em đang bán 3 và tặng 3, bán 2 và tặng 2 nhá. Ví dụ như khi cô chú nhà mình lấy 2 cây. 2 cây thì sẽ là 190.000 cho 2 cây đúng không ạ? Đó, 2 cây này là 190.000. Thì em sẽ tặng thêm 2 cây nhưng mà các bác hỗ trợ em thêm 10.000 tiền vận chuyển và đóng phí đóng nữa. Thì có nghĩa là 200.000 cho sẽ được là 4 cây. Đó, sẽ được là 4 cây như vậy ạ. Và khi cô chú nhà mình mua 3 cây, đó, 3 cây thì sẽ là 285.000. Em sẽ tặng thêm 3 cây nữa. Các bác được chọn màu nhá. Đó, 3 cây nữa. Uầy, đẹp dã man luôn. Sẽ được tặng thêm 3 cây nữa. Và trong các bác có thể chọn là nửa vàng hoặc nửa đỏ, hoặc có thể là lấy tất cả màu đỏ. Vì màu vàng nó còn rất là ít nên chỉ có thể là phối cho các bác là nửa màu đỏ, nửa màu vàng. Màu vàng em còn ít lắm ạ. Màu đỏ thì còn nhiều. Màu đỏ, màu vàng bây giờ chỉ còn lác đác mấy khay thôi. Màu vàng bắt đầu còn hoa lên này. Màu vàng còn rất là ít nha. Nên cô chú nhà mình ủng hộ em màu đỏ đi. Màu đỏ còn nhiều ạ. Đây, em vừa mới tưới xong. Hồ điệp thì cái mùa này mình không có cần mình phải tưới nhiều đâu ạ. Mình chỉ cần mình tưới làm sao mà cái lá với cái bộ rễ nó ướt là được. Còn cái bầu của nó thì không cần ướt lắm nhá. Cái bầu nó chỉ gọi là hơi ẩm thôi. Và như nhà em là 3 hôm em tưới một lần nước qua như vậy. Cây thì rễ này. Đấy, cứ phun cho nó siêu lân. Cái gói siêu lân đỏ có 5.000 một gói ấy. Mình phun cho nó một tuần một lần là nó ra rễ cực đẹp nha cả nhà. Ra rễ rất là đẹp luôn ạ. Cây nào cũng vậy này. Đó, cây nào cũng vậy nhá. Cây rất là khỏe mạnh và đang ra rễ đẹp. Vòi hoa đang lên này. Đấy, đây là nọ là bị gãy, bị cái thùng rơi vào gãy đây. Đây ạ, vòi hoa đang lên khá là nhiều nha cô chú nhà mình nhá. Cái này thì nếu như trong làm thì em nghĩ vẫn kịp chơi Tết ạ. Vòi hoa này. Những cái cây vòi hoa như vậy thì em nghĩ vẫn kịp chơi Tết. Đấy, trời ơi nó ra nhiều quá. Nếu mà hôm nọ em mà phun một lần canxi bo chắc là ra hết đến gần 100% rồi. Đây, vòi hoa nó ra rồi. Đấy, cũng bắt đầu nó nhúc nhắc nó ra rồi nhá. Chẳng may mà cây của cô chú nhà mình mà nó chưa có vòi hoa thì mình cũng thông cảm cho em nhà em nhặt số lượng nó tương đối là nhiều. Đấy, không thể nào đi nhặt từng cây được. Mà em chỉ nhặt theo khay này. Ví dụ khay này mà nó có nhiều cái cây có vòi hoa thì là cô chú nhà mình sẽ được cây có vòi hoa. Còn nếu như cái khay mà nó không có vòi hoa ấy, mà em chỉ loại ra những cây nó xấu, nó rách lá hoặc là nó bé quá thôi. Như cây này là loại ra này. Nó như cây này loại ra này. Còn em đóng xô vào như thế nhá. Bảo đảm cây đẹp, cây khỏe thôi. Còn cái vấn đề mà vòi hoa nó sẽ ra, cũng sẽ ra luôn thôi. Đây là màu vàng. Màu vàng còn rất là ít. Còn chỗ này nữa. Cố gắng bán trước ngày 25, gọi là trước lụa em bán xong để em chuyển vườn về dưới Việt Trì. Cũng mong là cô chú nhà mình ủng hộ em lắm nhá. Cảm ơn cô chú nhà mình rất là nhiều ạ.